Wow, snow. Wow. Okay. Mình sẽ nói về cái về cách bảo quản sức khỏe cho gia đình và các bạn. Trước hết á là các bạn có những cái lau mặt đó, đừng có xài khăn giấy hay đi ăn tiệm gì lại phải xài riêng cái của mình, chứ không có xài khăn giấy, không có xài khăn giấy gì đó nha các bạn. Đó là xài riêng của mình hết á, mọi thứ. Rồi chẳng hạn như nếu các bạn không có cái loại này để rửa tay thì các bạn có thể dùng cái alcohol này ở 199% đó để rửa tay cũng được đó, hay là xúc vô cái khăn, mình dùng cái khăn đó mình giặt, với cái dầu, với cái loại dầu cầu nè, không có khăn rồi mình để mình miệng, nếu mình không có khẩu trang nè. See this one, it work, still die. See, đúng. See, NT95 cũng chết, chết ngắt rồi, không có. Nghĩa là cái này là mình chỉ để cho ngăn ngừa khi mà người ta nhảy mũi á, không ho thì nó không có thẳng vô mình đó. Thì các bạn là phải mua cái loại thuốc vitamin này đó, thuốc vitamin D3 đó, D3 với cái thuốc vitamin C đó. Thì cái loại này nó chống cảm cúm, với nó chống được cái kháng sinh cho trùng của corona đó các bạn. Tôi trong đây đó là mình có bị ở chua hay gì đó, mình mua cái loại này, loại thâm này đó, để cho nó đỡ không có bị đau bụng này nọ đó các bạn đó. Rồi nó là bệnh suyễn của mình đó, trên đó là như vậy. Rồi nước uống là mình phải lọc đó, mình trong cái bình lọc như vậy nè. Rồi cái này là mình nếu bị lỡ bị đóng cửa nó không cho mình ra ngoài á thì mình đã thủ sẵn những thức ăn, lỡ có không cho mình ra ngoài á là mình có thức ăn sẵn trong nhà, không có nấu nướng gì hết, không có ra ngoài được không. Thì đó, cà phê, trà, cái hộp, rồi mì gói chẳng hạn gì á, rồi đồ hộp hết thì nó bảo quản đó, mình không cần phải nấu, chỉ hâm lên thôi đó. Còn nước là mình phải lọc đó, nước mình phải lọc như vậy đó. Là thuốc men là phải cần thiết, là cái loại vitamin C hay vitamin D3 đó. Thì mấy cái này là mình để mình trị trùng. Bây giờ bà xã sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách rửa tay. Wash house, wash your hand. Đó, thì các bạn bỏ vô phải rửa tay 20 giây đó, chà như vậy đó, không chà tay như vậy đó, phải chà như vậy đó. Thì trong cái chân khẽ tay của mình, cái ngón cái của mình nữa, thâm rồi cái cổ tay nữa, nó mình phải chà ngay vô cái cổ tay của mình trong vòng 20 giây thì các bạn mới bỏ cái khẩu trang lên miệng. Ok, bây giờ là bà xã sẽ chỉ các bạn cách, nghĩa là sau khi 20 giây mình rửa tay xong rồi, mình với để cái
khẩu trang lên miệng đó. Đó thì bỏ vô trong đó. Thì các bạn phải nhớ rằng là cái miếng cứng cứng mà có cái dây, nó có miếng cứng ở trên á, là cái sự cộng kẽm trên lỗ mũi á, mình phải bóp vô cái lỗ mũi. Yeah, this one right here. Thì là có all of down here. Đó, rồi cái này á là phải, các bạn phải bóp vô. Bóp cái này vô để ngăn cái lỗ mũi mình. Rồi bây giờ mang kim vô. Đó. Thì nó cái xin nhiễm qua cái đường mắt đấy các bạn. Đó, chứ không rồi nên các bạn không nên dùng tay để dụi vô một mắt hay là móc cứt mũi hay là gì đó, là không thọc trong miệng mà lấy đồ ăn ra hay là nó không được dùng, không bao giờ dùng tay, phải dùng cái này nè, đây là giấy làm mũi lo miệng mắt, không bao giờ dùng tay để dụi mắt này, đó, đó. Rồi á, các bạn nữ á, thì đeo lông mi giả thì đó là một cái ổ dịch. Nó cái lông mi giả đó là cái ổ dịch, nó dính vô đó là nó không bao giờ nó lòi ra. Nó dùng cái đó, đó hay là dùng cái khăn riêng của mình đó, đừng có dùng khăn lạnh, đúng không? Khăn lạnh của người ta bán không có được, cái này phải dùng bảo hiểm đó, nó bảo quản đó. Rồi hay là mình xịt cái này lên trên giấy của mình, rồi mình lao quần áo mình chẳng hạn, hay là đồ dùng của mình. Rồi cái vật dụng này á, cái chai Lysol này đó là để mình lao những cái cánh cửa, cái nắm cửa để chặn cửa đó, hay là chỗ những cái gì mà mình hay thường rờ tới đó. Bây giờ tới cái bàn mà khi mà ví dụ ra thì sao mình làm đúng thôi, rửa tay cho kỹ theo cách rửa tay như vậy. Rồi mình uống thuốc, thuốc này á, đó, thuốc D3 này á, thì là mỗi ngày một viên. Rồi cái này á, thì là một ngày là 3 viên, vitamin C đó các bạn, đó, đó. Hay là mình bị đau bụng hay là ở chua này thì mình dùng cái này, đó, chống vi khuẩn corona. Các bạn có uống bia corona thì cũng không có thể nào chống được của corona, đó là nó như vậy đó. Thì cái này cũng rẻ chứ không bao nhiêu, thì có thể nhà nếu cả ai có nhà có máy may đó, mình có thể may cho bạn bè họ hàng, nếu như ai biết may thì cũng bằng ni lông à, không giống như cái áo mưa mình nè, thấy không, bằng ni lông vậy thôi. Các bạn nhớ rằng là khi mà mình khẩu trang của mình á mà mình mang một lần đó, mình quăng thùng rác thì mình không có được xài lại thì nó không có tốt đó. Trùng cái đầu cũng mặt luôn đó, zip it up, yeah, protect, vi trùng, corona, corona, nhất là cho cái tàu dính được mắt mình, đây không các bạn, đó. Mình ra ngoài không bị hết, bây giờ bên như vậy thì nó dính vô thẳng trong cái tay của mình, dễ cầm dao mình cắt đồ á, dễ dàng hơn đó, là như vậy đó. Đó các bạn thấy không, giống như là chiến tranh hạt nhân xảy ra. Này snap in there too. Mua mấy thùng luôn để dành, có thể sống sót được 4 tháng. Đó.
Đó. Ơi, thân chào các bạn. Chúc các bạn chỉ là bình an, đừng có hoảng hốt nha, mọi chuyện nó không có. Mình chỉ bảo vệ cho mình với gia đình mình là được rồi. Đó, không có gì hoảng hốt. Đó. Mình rửa tay cho sạch. Mà nếu các bạn không có những cái loại tẩy trùng á thì các bạn có thể là nấu nước lên. Rồi mình đổ tí xíu ăn cô dầu cồn vô 90 độ vô là mình rửa tay. Đó, rửa tay phải rửa như vậy đó cho sạch cả móng tay, rồi cắt móng tay hết, móng tay dài là một cái ổ dịch trong đó các bạn. Đó, chúc các bạn thành công và giữ sức khỏe. Sức khỏe là trên hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Ồ, dài đâu? Đi chân không à? Where your shoes? Oh. Yeah, we are first. Yeah, we are so first. Các bạn phải nhớ băng dài trước. Chứ không đi chân không rồi các bạn. Nhớ băng dài, băng tắt nữa. Đó, để mình giữ cái chân mình không bị nhiễm. Đó là như vậy. Đó. Yeah. Đây, giờ mình ăn gân tay. Này, đây cũng rẻ, cũng không có mắc gì các bạn. Quê Việt Nam là sao? Đây cũng rẻ rẻ. Mà bây giờ là mua không có nữa. Giờ là mua không có. Ăn chủ tàu nó mua hết trơn. Oh my God. Oh, yeah.